真响啊。Sư phụ, chúng ta bắt đầu thôi. Phim được dịch gấp gì chứ? Tại phim TV. Đợi Bạch Chưởng Quỹ tới ăn chung. Sống cũng không tệ. Có rượu còn có dê mập. Ngũ ca, hay chúng ta ra tay đi. Con dê mập như vậy phải là lộc ăn của chúng ta. Không được, đợi chúng uống say rồi ra tay dễ hơn. Thơm thiệt. Phải rồi Hồng Kiều, nhìn thấy cha cô rồi chứ? Không thấy. Lát nữa bắn nhau. Cô kêu ổng chạy lên núi, tôi phái hai anh em đón ổng. Tôi biết. Bạch Chưởng Quỹ, cô tới vừa đúng lúc. Mau lên, tôi cắt miếng thịt ngon này để lại cho các người. Đợi đã, tôi muốn mời rượu mọi người. Sa Hổ, lấy rượu tới. Mau rót rượu cho Bạch Chưởng Quỹ. Bạch Chưởng Quỹ, các vị, từ lúc đội dẫn chuyển lên đường, mọi người vất vả cực khổ, cuối cùng đã thấy được công bố đường. Vượt qua núi tuyết phía trước, chúng ta sẽ chuyển trà tới thảo nguyên Khoa La. Tôi theo mặt cổ đông hãng buôn mời các vị một chén rượu, xin uống cạn. Cảm ơn Bạch Chưởng Quỹ. Cạn, cạn. Ngon quá. Các anh em, uống. Nguy rồi, ai bắn súng? Cướp tới rồi, mau. Thổ phỉ tới rồi, chạy mau. Thổ phỉ tới rồi. Chạy hướng đó, mau lên. Đừng chạy, mọi người đừng quản, dẫn ngựa, mau quay lại. Mọi người đừng quản, mau trốn đi. Đừng có chạy, quay lại đi. Mọi người đừng quản, mau trốn đi. Đừng có quản mà. Trốn đi, trốn đi. Em gái, trời ơi, nhiều người quá. Hình như là người Tạng. Sao Hổ, Sao Hổ, đừng bắn nữa. Tại sao không bắn nữa? Chúng ta ngoài sáng, họ trong tối, không bắn lại họ, vậy cứ ngồi im chờ chết sao? Bạch Chưởng Quỹ, em gái, em gái, em điên rồi. Các người nghe đi, quay lại, nghe đi. Các vị hảo hán, chúng tôi là Mã Bang ở trấn Sa Khê. Tôi là tổng chỉ huy Bạch Thu Dân. Xin các vị giơ cao đánh khẽ. Chỉ huy Bạch, nếu đã vậy, cô cũng nên biết quy tắc trong giới. Giữ người không giữ hàng. Tôi đi. Nhưng nghe tôi nói, Thảo Nguyên Khoa La xảy ra dịch bệnh, họ cần trà này gấp. Xin các vị nương tay. Không được.
Tôi không thể phá hỏng quy tắc trong giới. Giữ người không giữ hàng, giữ hàng không giữ người. Có thể để lại một nửa cho tôi không? Chỉ một nửa. Chỗ chúng tôi cũng xảy ra dịch bệnh. Lô hàng này chúng tôi phải lấy hết. Bảo Bảo, đi kéo Bạch tiểu thư về. Đừng bắn, đừng bắn. Chúng tôi đồng ý. Điều kiện của các người đồng ý hết. Tôi chỉ có một yêu cầu. Đừng làm hại người của tôi. Coi như cô biết điều. Chỉ cần cô làm như tôi nói, tôi bảo đảm người của cô an toàn. Được, anh nói đi. Cô ở im đó. Kêu người của cô chất hàng lên. Nếu có ai không thành thật, cô sẽ mất mạng. Nghe rõ chưa? Tôi hiểu rồi. Đừng bắn. Mọi người làm như họ nói. Em gái, vậy em tính sao? Chị, mặc kệ em đi. Đi mau. Chị đi mau. Mặc kệ em. Đi mau. Đi đi. Đi đi. Đứng im. Tôi nói rồi, đứng im. Tất cả dễ qua đây cho tôi. Mau lên. Mau qua đây. Yên tâm, tôi sẽ không chạy. Tất cả nghe đây. Chất hàng lên hết cho tôi. Mau lên. Phim được dịch, thuyết đi mau và lồng tiếng tại phim TV. Sao thiếu gia, bắn không? Bắn con khỉ. Không thấy họ cầm súng chỉa vào Bạch trưởng quỹ sao? Vậy cứ dương mắt nhìn họ cướp hàng sao? Mau lên, mau lên. Mau không xuống. Mau lên. Mau lên, mau lên. Bạch trưởng quỹ, thật ngại quá. Cô còn phải tiễn chúng tôi một đoạn. Các người đi đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy không được. Tôi không tin Sa Hổ. Không chừng bây giờ hắn đang trốn ở đó chỉa vào tôi. Cô tiễn chúng tôi một đoạn là được. Được, đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Đi mau. Cha cô ở đâu? Sao không thấy ổng? Đừng hỏi nữa. Đi. Tại sao chứ? Cô đợi tôi. Thiếu gia tính sao? Để họ đi. Cô Thu Dân ở trong tay chúng. Sao chúng biết chúng ta nấp ở đây? Trong đội chúng ta chắc chắn có nội gián. Là ai? Cứ chờ xem. Tôi sẽ tìm ra hắn. Em à, em về rồi. Bạch trưởng quỹ, mất rồi, mất hết rồi. Mọi người đừng lo, hàng bị cướp rồi. Chỉ cần người còn, tiền cướp chuyến này tôi vẫn trả đủ. Mã Bang bị cướp, không thể để mình cô gánh vác tổn thất. Chú Bang, chú đừng lo nữa. Nào, mọi người đứng lên kiểm kê lại. Xem thử mất bao nhiêu hàng và ngựa. Nghe Bạch trưởng quỹ, các anh em đứng lên. Mau đem mấy thứ đó qua đây. Kiểm tra thử xem. Kiểm tra đi. Khoác lên đi. Trên núi lạnh, chuyển hàng cực khổ như vậy, mấy người đàn ông đó cũng không chịu nổi, huống chi là phụ nữ chúng ta.
Bạch chứng quỷ, cô nhận ra cái này không? Đây là cáp ô, là bùa hộ thân của dân tạng. Em xem, bên này còn có tượng Bồ Tát. Đây chắc chắn là Tang Vĩnh Khiêm làm. Không thể, Tang Vĩnh Khiêm không phải loại người này. Vậy là ai? Chỉ có người của Thảo Nguyên Khoa La mới có mấy thứ này. Tôi biết là ai, nhưng không phải Tang Vĩnh Khiêm. Bây giờ nói mấy chuyện này cũng vô dụng. Chỉ huy Điêu, đợi mọi người kiểm đếm xong, kêu mọi người nghỉ một lát. Được. Chỉ huy Điêu, chuyện này cuối cùng là ai làm? Chắc chắn là Tang Vĩnh Khiêm làm. Vậy tại sao Bạch Chưởng Quỷ nói không phải hắn? Phụ nữ mềm lòng, Tang Vĩnh Khiêm từng có ơn với cổ, cổ không muốn trở mặt, tự nhận xui xẻo thôi. Cổ không muốn trở mặt, tôi không sợ. Bây giờ tôi đi Thảo Nguyên Khoa La tìm Ni Mạch Thổ Ti, xem ông nói sao. Chỉ huy Điêu, ông phải bảo vệ Bạch Chưởng Quỷ. Đi mau về mau. Lão Hải, ông ở đây làm gì? Tôi đợi cô Thu Vân. Chú Bàn, cô Thu Vân không cần gom tiền chuộc nữa. Tại sao vậy? Cô vì chuyện này đã lo toan không ít rồi. Nhưng cô xem chuyện tối qua, đều tại con gái tôi không ra gì. Thôi đi, tôi chấp nhận hết. Đây là số của tôi. Ông nói gì vậy? Phải chuộc cô Hồng Kiều về. Đường này không đi được, chúng ta nghĩ cách khác. Chú đừng nản, đừng nghĩ nhiều nữa, về nghỉ ngơi đã. Lão Hải, nghỉ một lát đi. Thu Vân, Tang Vĩnh Khiêm, Thu Vân, em vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Bạch Chưởng Quỷ, quả thật đã hỏi rõ mọi chuyện. Không phải người của Thảo Nguyên Khoa La làm, họ cũng bị người khác giáo hòa. Ni Mạch Thổ Ti kêu Tang Vĩnh Khiêm tìm lại lá trà giúp chúng ta. Thu Vân, em yên tâm, anh sẽ giành lại hàng giúp em. Cảm ơn. Người đâu? Dỡ bột lúa mạch và thịt xuống. Dạ, dạ. Dỡ đồ xuống. Dỡ đồ xuống mau lên. Chúng tôi đi xem thử. Cả đêm qua con không ngủ. Con sợ mọi chuyện này là thật. Nếu đúng là cha làm, thế gian này quá đáng sợ. Con chỉ có thể rời đi. A Tâm, con là con trai duy nhất của cha. Bây giờ cha già rồi, cha làm mọi chuyện đều là vì con. Con phải tin, sao cha có thể hại con? Con xin lỗi, con không nên nghi ngờ cha. Cha nói đúng, từ nhỏ tới lớn con chưa từng chịu ấm ức gì. Cha không thể làm ra chuyện như vậy. Thôi được rồi, mọi chuyện đã qua, cha cũng có lỗi. Cha nên sớm giải thích rõ mấy chuyện này với con. Cha không sai, là con hiểu lầm cha. A Tâm, chúng ta với Dư Gia đúng là có chút hiểu lầm. Ngày mai chúng ta cùng đi Sa Khê, gặp mặt giải thích rõ với Dư phu nhân. Con thấy sao? Cảm ơn cha. Một đám giặc cỏ dùng pháo trợ giúp. Thật ra súng của chúng không nhiều. Dù bao nhiêu, chỉ cần người của em đều bình an, chính là may mắn rồi.
Nữ chỉ huy như em quá mềm lòng. Tam Vĩnh Khiêm, lô hàng này rất quan trọng với cả anh và em. Anh phải tìm hàng lại giúp em. Yên tâm đi Thu Dân. Nhưng mà họ đã đi lâu như vậy, còn đuổi kịp không? Rùi bơi qua còn có tiếng do de, huống chi là đội ngựa thồ lớn như vậy. Chúng có tật giật mình, chắc chắn không dám đi đường lớn, chỉ có thể đi đường mòn. Vậy chúng sẽ đi đâu? Dấu chân ngựa là đi hướng đông. Chỗ tập trung trà hướng đông chỉ có một nơi, Trấn Thạch Cổ. Vậy từ đây tới Trấn Thạch Cổ cần đi mấy ngày đường? Đường cái 3 ngày, đường mòn 4 ngày. Chúng đi đường mòn sẽ chậm hơn. Anh biết một đường tắt vượt qua núi là có thể chặn chúng. Vậy anh vất vả rồi, đi đường cẩn thận. Được. Xuống ngựa. Đây là đường quái quỷ gì? Sao khó đi vậy? Đây là đường mòn của thợ săn. Tại sao không đi đường lớn? Đường lớn có quan quân, quan quân không thích đám người chúng ta. Chúng ta đang đi đâu đây? Tam Giác Bình, tại sao không về sơn trại? Phải mau chóng tiêu thụ. Chúng ta phải mau chóng bán hết số ngựa và hàng này. Đại ca đã tìm được người mua ở Trấn Thạch Cổ. Chúng tôi đã hẹn gặp ở Tam Giác Bình. Chuyến này khiến cổ tổn thất bao nhiêu? Ai? Bạch Thu Dân. Bọn họ đâu? Đợi một lát. Đại ca, sao hả? Lấy được rồi. Người mua đâu? Đã tới đó rồi. Cô vất vả rồi, mau xuống đi. Đại tổ này là thợ may nổi tiếng ở Trấn Thạch Cổ. Tôi kêu chỉ may 2 bộ tân nương cho cô. Cô qua khu rừng bên đó mặc thử. Nếu không vừa, kêu chỉ sửa ngay. Tôi không đi. Cô gái, đi đi. Nhiễm đại ca kêu tôi dùng chất liệu tốt nhất để may. Tôi đã dùng vải mềm gian lăng. Đi đi. Xuất giá là chuyện lớn trong đời. Đừng để bản thân thiệt thòi. Tản ra, tản ra, tản ra.
Cái gì? 5 đồng đại dương một con ngựa. Vậy mà ông cũng mở miệng được. Ông ra chợ dò hỏi thử xem cuối cùng bao nhiêu tiền một con. Người anh em, tôi biết ở chợ 10 đồng đại dương một con, nhưng loại hàng này chúng tôi chỉ có thể bán lén, còn phải gánh rủi ro. Vậy nên tôi chỉ có thể trả giá này. Không được, không được. Vậy là quá rẻ, còn không bằng nửa giá. Tất cả nghe tôi. Vậy đi, cả ngựa lẫn hàng, 15 đại dương một con. Vẫn là đại ca đây sảng khoái. Tôi sảng khoái con khỉ. Tôi phải tổ chức tiệc cưới. Muốn điều tốt lành. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng nhiễm trại chủ. Đừng nói nhảm nữa, kiểm hàng đi. Được, được. Nào. Chỗ khác đều ổn, chỉ là phần váy phải thu lên một chút. Trời ơi, đẹp quá, cứ như tiên nữ giáng trần vậy. Cô xem. Hồng Kiều, chắc không phải. Không, chắc chắn là cổ. Có lẽ đặt trúng rắn. Không đúng. Mùa này lấy đâu ra rắn? Các anh em, đi theo tôi. Đại ca, đại ca. Hồng Kiều, Hồng Kiều, Nhiễm Phúc Đoàn, quá ra là anh, Tang Vĩnh Khiêm. Tôi xin anh đừng hại cổ. Vậy phải xem anh biết quy tắc không? Tôi biết, tôi biết. Anh ra giá đi, ném xuống đi. Họ đi, mau lui xuống đi, mau. Họ đều lui xuống rồi. Anh ra giá đi. Muốn súng muốn tiền đều được. Không cần súng, cũng không cần tiền. Đem ngựa và trà anh đã cướp qua đây. Được, tôi đưa anh hết. Chỉ cần anh thả Hồng Kiều, hàng đều ở đó. Kêu người của anh đi lấy. Cá lạc. Đi kiểm hàng. Thiếu món nào? Chặt một ngón tay của cổ. Dạ. Đi, theo tôi. Tang Vĩnh Khiêm, anh bỏ đau ra được không? Đừng làm cổ bị thương. Nhiễm Phúc Đoàn, anh cũng biết thương xót phụ nữ đó. Bà run rẩy cái gì? Đều tại mấy người bày trò dư thừa. Ở chỗ như vậy thay đồ gì chứ? Là đại ca của cậu kêu tôi tới. Đại ca bị ma quỷ hớp hồn rồi. Ngũ ca, hay chúng ta liều chết với chúng? Chúng ta cũng không ít người. Liều cái con khỉ. Cậu không thấy hả? Đại ca bị người ta nắm thóp rồi. Vậy chuyến này coi như làm không công hả? Nhớ kỹ người anh em, đời này không thể tin phụ nữ. Phụ nữ mãi mãi là tai họa. Phim được dịch Khuyết Minh và lồng tiếng tại Phim TV. Tang Vĩnh Khiêm thiếu gia đã kiểm hàng xong, không thiếu món nào. Bây giờ anh có thể thả người rồi chứ? Bây giờ không được. Sao anh nói không giữ lời? Tôi nói là giữ lời. Ca Lạc, các người đem hàng đi trước, vượt qua núi, ở trên đỉnh núi đốt lửa ra hiệu. Nhiễm Phúc Đoàn, nhìn thấy khói lửa tôi sẽ thả người. Kêu người của anh đi mau. Ca Lạc, chuyển hàng đi. Dạ. Được rồi, Tang Vĩnh Khiêm thiếu gia có thể thấy rồi, đi thôi.
Đại ca, có khói. Bây giờ anh có thể thả người rồi chứ? Cô bạn, sao cô lại nhập bọn với đám nhiễm phúc đoàn này? Cô không sao chứ? Nhiễm phúc đoàn, phong thủy luôn lưu chuyển, hẹn gặp lại. Không được làm càn. Đại ca, cứ vậy hời cho hắn hả? Nam tử hán đại trượng phu, nói phải giữ lời. Anna, cô nghe thấy không? Hình như có tiếng súng. Nghe rồi, nhưng ai lại bắn súng ở đây? Có thể là thợ săn. Chúng ta mau đi thì hơn. Đường còn xa lắm. Mau đưa đây. Làm gì có bạch chưởng quỷ giặt đồ cho người chăn ngựa. Hàng bị cướp rồi, mọi người đều không vui. Em cũng chỉ muốn an ủi họ. Vậy em định ăn nói sao với người góp vốn? Có gì nói đó. Bạch chưởng quỷ, bạch chưởng quỷ, thập bát tẩu, sa hổ về rồi. Cậu ấy nói trà bị cướp cũng đòi lại được rồi. Cái gì? Đi. Bạch chưởng quỷ về rồi. Bạch chưởng quỷ, chỉ huy điêu, trà và hàng đều đòi lại được rồi. Tốt quá. Sa hổ, bạch chưởng quỷ, Tăng Vĩnh Khiêm đúng là bản lĩnh, đã tìm lại hàng cho chúng ta. Tăng Vĩnh Khiêm đâu? Bạch chưởng quỷ, Tăng Vĩnh Khiêm thiếu gia ở phía sau. Ảnh kêu tôi nói với cô đừng đợi ảnh, dẫn đội ngựa thồ tới trại quan Thổ Ti. Người của Thảo Nguyên Khoa La đang đợi trà. Tại sao ảnh không đi về cùng mọi người? Ảnh sợ người cướp trà nửa đường chặn đánh, nên giữ con tin, kêu chúng tôi đi trước. Đợi chúng tôi vượt qua núi, đốt lửa ra hiệu, ảnh mới thả con tin. Vậy các anh cũng nên để lại một người đợi ảnh. Bạch chưởng quỷ, cô đừng lo. Ngựa truy phong của thiếu gia chạy rất nhanh. Không chừng bây giờ đang trên đường. Chúng ta cứ đi được không? Được. Chỉ huy điêu, kêu mọi người thu dọn, lập tức xuất phát. Được. Đi. Đúng là con ngựa. Sao anh biết? Cô xem, hình như là ngựa của Thảo Nguyên Khoa La. Chủ nó đâu? Là con ngựa tốt. Đúng là con ngựa tốt. Hình như là ngựa của dân tạng. Sao anh biết? Cô xem yên ngựa nè, còn dây cương nữa. Vừa nhìn là biết của dân tạng. Chủ nó đâu? Chủ của mày đâu? Hình như nó đi lạc. Không quản nhiều nữa, chúng ta mượn dùng tạm. Có nó rồi, hôm nay chúng ta có thể vượt núi tuyết tới Thảo Nguyên Khoa La rồi. Được không? Đương nhiên là được. Chủ của nó sẽ tới tìm nó. Được rồi, đi. Nó không đi. Được rồi, nó không đi. Cô bẻ cành cây giúp tôi, quất là nó đi thôi. Đi. 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 Dư. Nó sao vậy?
Anna, ở đây có người. Tỉnh lại đi. Nè, Tăng Vĩnh Khiêm, ảnh là chủ nó sao? Chắc là vậy. Tăng Vĩnh Khiêm, Tăng Vĩnh Khiêm, anh biết ảnh sao? Ảnh là con trai của Ni Mạch Thổ Tỳ ở Thảo Nguyên Khoa La. Tăng Vĩnh Khiêm, ảnh bị thương rồi, còn hơi thở. Ảnh chưa chết, mau cứu ảnh. Đúng, chẳng phải cô nói cô là bác sĩ sao? Đúng, lấy ba lô của tôi qua đây đi. Được, cô cứu ảnh đi. Phim được dịch, thuyết minh. Đây là túi cứu thương sao? Đúng, túi cứu thương. Anh cởi đồ của ảnh ra giùm tôi. Được, tôi phải xem vết thương của ảnh. Ảnh bị trúng đạn. Trúng đạn. Vậy phải tính sao? Tăng Vĩnh Khiêm, đạn còn ở bên trong, chúng ta phải lấy đạn ra, nếu không sẽ bị viêm nhiễm. Vậy lấy ra. Không được. Dương, anh đốt đống lửa giúp tôi. Chỉ huy Bạch, lúc Thảo Nguyên Khoa La bị bệnh dịch, cần lá trà nhất, các vị chuyển trà tới cho chúng tôi. Tôi thay mặt người dân Thảo Nguyên Khoa La chân thành bày tỏ lòng biết ơn với các vị, cầu xin phúc lành. Cảm ơn Thổ Ti lão gia, cũng cảm ơn bà con Thảo Nguyên. Đồ vận chuyển chúng tôi có thể tới Thảo Nguyên Khoa La thuận lợi đều nhờ Tăng Vĩnh Khiêm kịp thời tìm lại trà giúp chúng tôi. Tôi cũng thay mặt cả đội bày tỏ lòng biết ơn với Thổ Ti lão gia và các hương thân của Thảo Nguyên. Cầu xin phúc lành, cầu xin phúc lành. Chỉ huy điêu, bà con ở đây cần dùng trà gấp, mau kêu mọi người dỡ hàng. Được, tôi đi ngay. Quản gia Đa Cát, phái khoái mã chuyển trà đi các bộ lạc, kêu thủ lĩnh các bộ lạc mau chóng chia trà tới tay người dân. Dạ. Mọi người nghe đây, tối nay phủ Thổ Ti tổ chức đêm hội lửa trại linh đình, giết bò dê, chào đón các anh em trong đội vận chuyển. Mời. Hay lắm, hay lắm. Hay, hay lắm. Đi, đi thôi. Anna, được chưa? Cô muốn dùng cách này để khử trùng. Đúng, chúng ta chỉ có thể dùng cách này khử trùng. Tôi phải lấy đạn trong đó ra, nếu không ảnh sẽ chết. Như vậy có nguy hiểm không? Dư, chúng ta chỉ có thể thử. Còn nữa, tôi muốn anh lay ảnh tỉnh lại, vì trước khi mổ, tôi phải nói rõ tình hình với ảnh. Nhưng giờ ảnh như vậy, nên làm vậy. Được rồi, tôi thử. Tăng Vĩnh Khiêm, Tăng Vĩnh Khiêm, Tăng Vĩnh Khiêm. Không được. Tăng Vĩnh Khiêm. Anh tỉnh rồi. Còn nhớ tôi không? Tôi là Dư Tuấn Vinh. Anh nằm im, anh bị thương rồi. Tăng Vĩnh Khiêm, anh muốn làm gì? Bắn lén. Tiểu nhân, anh có ý gì? Tăng Vĩnh Khiêm, Tăng Vĩnh Khiêm, anh sao vậy? Sao vừa thấy anh liền kích động như vậy chứ? Hai chúng tôi có hiểu lầm, chưa quá giải. Ảnh bị thương rất nặng, không thể để ảnh kích động như vậy nữa. Anh tránh mặt một lát để tôi khuyên ảnh. Thôi được. Tang, anh tỉnh lại đi.
Đừng nhìn ảnh nữa, ảnh đi rồi, chỉ có tôi. Cô là ai? Tôi là Anna. Anh nghe đã, anh bị thương rồi. Đạn còn trong người anh. Tôi phải lấy đạn ra giúp anh. Nhưng tôi không có thuốc tê, nên anh phải chịu đau. Sinh mệnh của anh nằm trong tay anh. Anh có hiểu không? Còn một chuyện nữa, vết thương của anh cách tim không xa, rất nguy hiểm. Tôi cần anh phối hợp. Lúc mổ, anh không được cử động. Được. Được. Chúng ta bắt đầu. Cắn đi. Làm gì? Lúc mổ sẽ rất đau. Tôi sợ anh không chịu nổi, sẽ cắn đứt lưỡi. Cắn đi. Súc vật mới cắn nó. Tôi không cắn, nhưng sẽ rất đau. Đàn ông Khang Ba không sợ đau. Đừng lôi thôi nữa. Với phụ nữ nên lịch thiệp một chút. Được. Nhưng nếu anh không chịu nổi cứ la lên. Làm đi. Thật bác tẩu, hôm nay cô làm sao vậy? Thương anh em chúng tôi như vậy. Mới sáng sớm đã làm một nồi thịt heo om. Đúng đó, thật bác tẩu, có chuyện gì vui sao? Đừng có mơ, ai thương các người. Đây là thổ tiên lão gia thưởng cho các người. Hôm nay cho các người ăn đã luôn. Tốt quá, tốt quá. Nào nào ăn đi. Họ Bạch kia, mau ra đây. Những người đó làm gì vậy? Họ Bạch kia, mau ra đây. Có chuyện gì? Kêu họ Bạch ra đây. Tổng chỉ huy chúng tôi đi vắng. Tìm cổ làm gì? Lá trà. Tất cả đều là giả. Không thể nào. Đúng, đều là giả. Là giả, ăn nói bậy bạ. Là giả. Là giả. Không được nói như vậy. Dừng lại. Sao hổ, dừng lại. Là giả. Dừng lại. Mọi người đừng cãi nhau. Là anh em mà. Có gì từ từ nói, từ từ nói. Từ từ cái gì? Nhìn đi, rõ ràng lá trà này là giả. Họ Bạch ra đây. Lá trà đều là giả. Đã các quản gia. Họ Bạch ra đây. Ra đây. Lão gia, có gì căng dặn? Bên ngoài ai đang la lối om sòm? Bẩm lão gia, là người đứng đầu các bộ lạc. Họ la lối chuyện gì? Đà Cát không dám nói. Cô Thu Dân không phải người ngoài. Ông nói đi. Sáng sớm nay, người đứng đầu các bộ lạc tới đây yêu cầu trả lá trà. Tại sao? Họ nói trà của Tổng Chỉ huy Bạch chuyển đến là giả. Là lá cây ép thành. Cái gì? Lá cây? Không có chuyện đó. Dám đánh tôi sao? Liều đi bà chủ. Đánh. Đánh. Tránh ra. Bà chủ, Bảo Bảo bình tĩnh lại. Lão Hải, Bảo Bảo bình tĩnh lại đi. Buông tôi ra, tôi liều với họ. Buông ra, xông vào đi. Sao hổ, làm gì vậy? Họ có súng, chúng ta đi. Đây là địa bàn của họ, chúng ta phải nhẫn nhịn. Bọn họ người đông, để họ ức hiếp chúng ta sao? Tay của anh sao vậy? Sao hổ, cậu mau đi tìm Thu Dân, nói với cổ, đi mau về mau. Họ Bạch xuống đây. Họ Bạch xuống đây. Lá trà giả. Đúng, lá trà đưa cho chúng tôi đều là giả. Cô cho chúng tôi câu trả lời đi. Thổ tiên lão gia, ông phải giải quyết cho chúng tôi. Lá trà của chuyển đến đều là giả. Lão gia nhìn đi, bên trên là lá trà, bên dưới toàn là lá cây. Ê,
Tổng chỉ huy Bạch, chuyện này là sao? Cô nói đi, chuyện này là sao? Đúng đó, chuyện này là sao? Nói đi. Xin lỗi, tôi cũng không biết chuyện này là sao. Cổ giả khờ, hàng cổ chuyển đến mà cổ không biết sao? Có ma mới tin. Cổ thừa dịp Thảo Nguyên xảy ra ôn dịch, kiếm tiền bất chính. Đại Bạch trưởng quỹ, tôi không dám tin vào mắt của tôi. Chẳng lẽ số trà này không phải do đội ngựa thồ của cô chuyển tới sao? Thổ Ti lão gia, xin lỗi, đội ngựa thồ chúng tôi không dùng hàng giả gạt mọi người. Trong chuyện này chắc chắn đã xảy ra sơ suất. Cô nói dối, nói dối. Chúng tôi không tin cô, chúng tôi muốn trả hàng. Đúng, chúng tôi muốn trả hàng. Tổng chỉ huy, có chuyện rồi. Chuyện gì? Đánh nhau rồi. Ai đánh nhau? Có nhiều người tới bao vây nơi đội ngựa thồ cắm trại, còn nói lá trà của chúng ta là giả, đã đánh bằng lão Hải bị thương. Chúng tôi đã đánh nhau với họ. Thổ Ti lão gia, ông biết rõ con người của Bạch Thu Dân này không làm chuyện thất đức như vậy. Khoảng giữa đó dù có xảy ra sơ suất gì cũng không liên quan đến đội ngựa thồ. Mong Thổ Ti lão gia cho người đến giải dây. Thổ Ti lão gia không được đi, phải để cổ nói rõ ràng đã. Tại sao lại gạt chúng tôi? Chuyện lớn đến đâu do một mình tôi gánh vác? Tôi ở lại làm con tin còn chưa đủ sao? Vĩnh Khiêm, phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Đã các quản gia, dạ, ông đi xem đi. Kêu họ đừng làm khó đội ngựa thồ, nhưng mà cũng không được đuổi họ đi. Còn về chuyện nên làm sao, đợi tôi bàn bạc với các tổng chỉ huy bộ lạc rồi quyết định. Dạ. Sa Hổ, anh về trước đi. Nói với Thập Bát Tẩu, đợi chuyện ở đây giải quyết xong, tôi sẽ về. Không được, xảy ra chuyện như vậy, tôi không thể để cô một mình ở đây. Sa thiếu gia, yên tâm đi, tổng chỉ huy Bạch ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Anh đi về đi. Sa thiếu gia, mời. Tổng chỉ huy Bạch, đành để cô thiệt thòi rồi. Trước khi sự việc được làm rõ, cô phải ở lại đây. Đợi sau khi làm rõ ràng mọi việc, tôi sẽ thả cô đi. Được. Người đâu? Dạ có. Đưa tổng chỉ huy Bạch đi. Dạ rõ. Sao lại nhìn tôi hoài vậy? Cô đẹp lắm. Thiệt tình lúc nào rồi mà anh còn giỡn được? Tay bị chém một nhát lớn như vậy, không đau sao? Không đau. Nói bậy, chảy máu nhiều như vậy mà không đau. Tay của cô sờ vào không thấy đau nữa. Lão Hải, tôi hỏi anh, hôm nay tại sao anh lại đỡ cho tôi vậy? Trước khi A Long đi đã dặn tôi chăm sóc tốt cho cô. Súng bắn anh cũng đỡ sao? Đỡ luôn. Anh điên hả? Tôi bị điên rồi. Lời A Long dặn tôi, đến hôm nay tôi vẫn chưa nói. Nói gì?
Nói là... Nói đi. Nói... Coi anh ấp úng kìa, nãy giờ cũng không thốt nên lời. Được rồi, có điều gì để dành sau hẳn nói. Tôi đi lấy nước cho anh. Tăng Vĩnh Khiêm, sao anh ngồi dậy? Vết thương bị rách ra thì làm sao? Nè, uống cà phê đi. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Không cần, tôi là bác sĩ, anh là bệnh nhân. Cứu anh là việc tôi nên làm. Không, cô là người được Bồ Tát phái tới cứu tôi, đặc biệt tới cứu tôi. Sau này tôi có thể gọi cô bằng tên của tộc Tạng không? Tên gì? Trác Mã. Nếu anh thích, sau này cứ gọi tôi là Trác Mã. Bây giờ sự việc đã rõ ràng. Nói đi, xử lý họ ra sao? Bắt hết lại, tịch thu hết ngựa thồ của họ, người đưa đến quan phủ trị tội. Chỉ bắt họ chưa đủ, đưa bọn họ đến các bộ lạc thị chúng, kiếm tiền tán tận lương tâm. Hãy để cho họ mất hết thể diện. Đại Bạch Chưởng Quỷ là bạn của Tang Vĩnh Khiêm. Nếu chúng ta làm vậy, có phải quá đáng lắm không? Thổ Ti lão gia, lần này ông không được mềm lòng, không được tha cho họ, đòi lại công bằng cho người dân ở Thảo Nguyên Khoa La. Tôi không tin Bạch Chưởng Quỷ lại làm chuyện như vậy. Là một Thổ Ti, tôi rất muốn giúp người dân ở Thảo Nguyên Khoa La thoát khỏi ôn dịch. Bây giờ Thảo Nguyên cần lá trà gấp. Nếu như bắt họ lại, chỉ bằng thả họ về, chuyển lại lô trà khác. Không phải chính tay của Bạch Thu Dân thu mua lá trà sao? Làm sao mà giả được? Thật sự là giả. Chính mắt tôi đã nhìn thấy. Phía trên là lá trà, phía dưới là lá cây. Vậy thì để Bạch Thu Dân gánh tổn thất này. Tại sao chúng tôi phải ra tiền? Trước mắt, quan trọng nhất là nhanh chóng chuộc Bạch Chưởng Quỷ về. Tôi thấy về đi. Mọi người ra chút tiền mua lá trà. Tôi không ra. Tôi không muốn ra tiền quan. Tôi cũng không ra. Tại sao các người không có chút lương tâm vậy? Tổng chỉ huy Bạch chỉ là một cô gái, cô cũng như đàn ông chúng ta, đi thồ hàng, ăn gió nằm sương. Dù cô không có công thì cũng có lòng. Bây giờ lá trà có chuyện, phủ Thổ Ti đã giữ cổ lại, nói không đưa lá trà tới, ổng không thả người. Mọi người biết không? Ai biết cổ đem lá trà đi đâu rồi? Chúng tôi đã trả đủ tiền. Mọi người không thể vô lý như vậy được. Sao lại nói chúng tôi vô lý? Tôi giao số tiền lớn như vậy cho cổ, nhưng cổ đã làm gì? Chúng tôi cũng kiếm từng đồng từng cắt đó. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chuyện này không có liên quan đến cô Thu Dân. Lá trà là do tôi thu gom. Cái gì? Là lỗi của Sa Thiếu Gia thì chúng tôi không truy cứu nữa. Nhưng ông chủ Trần đã rút vốn, chúng tôi cũng rút vốn. Đúng, tôi cũng rút vốn. Tôi cũng rút vốn. Nè các vị, ai nói tôi rút vốn vậy? Đứng đây. Mở ra. Bà chủ, sao bà lại tới đây? Đến cầu xin Nhiễm trại chủ. Bà có chuyện cầu xin tôi? Đội ngựa thồ xảy ra chuyện, không kịp về giao tiền chuộc, cho nên muốn xin Nhiễm trại chủ thư thả cho vài ngày nữa. Bạch Chưởng Quỷ giỏi giang như vậy, có chuyện gì chứ? Không biết tên khốn kiếp nào đã đuổi hết lá trà của chúng tôi, chuyển đến toàn là lá cây. Ông chủ Trần, hãng buôn của cô Bạch xảy ra chuyện. Chuyện này tôi đã biết rồi.
Cho dù ra sao, chuộc người về trước rồi tính. Nên tiền mua lại lá trà, tôi ra. Ông chủ Trần, ông đã cứu mạng cô Bạch rồi. Nhưng mà tôi có điều kiện. Ông nói đi. Hôm nay các vị góp vốn cũng có mặt. Tôi có vài lời thật lòng muốn nói. Bạch Thu Vân là cô gái tốt, nhưng không phải là người giỏi kinh doanh. Tổn thất cổ gây ra cho hãng buôn, mọi người đừng truy hỏi nữa. Nhưng tôi có đề nghị miễn chức đại trưởng quỹ của cổ. Chức đại trưởng quỹ do Dư Tuấn Vinh đảm nhận. Chuyện này, ông chủ Trần, chuyện lá trà vẫn chưa làm rõ. Bây giờ bãi chức của cổ như vậy thì quá đáng quá. Tôi đồng ý. Cô Bạch không phải là người giỏi kinh doanh. Tôi cũng đồng ý. Trấn trưởng Sa cũng có phần góp vốn. Lỡ lỗ nặng thì sao? Trấn trưởng Sa, còn ông nghĩ sao? Mọi người đều đồng ý, tôi cũng không có ý kiến. Nhưng mà bây giờ Tuấn Vinh vẫn chưa thấy trở về. Trước khi Dư Tuấn Vinh trở về, do tôi thay thế. Tử Đình xin tự ứng cử. Các vị có ý kiến gì không? Tôi ủng hộ ông chủ Trần. Ông chủ Trần có kinh nghiệm, để ông chủ Trần thay thế. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Vậy được. Chỉ huy Điêu, anh mau đến Nguy Sơn nhập lá trà. Dạ. Sa Hổ, cậu mau lấy thư của tôi đi gặp Ni Mạch Thổ Ti. Lá trà này tôi bảo đảm chắc chắn đưa đến nơi. Xin Ni Mạch Thổ Ti thả cô Thu Vân ra. Cậu đón cổ về. Được. Ni Mạch Thổ Ti đã giữ cô Thu Vân lại, nói phải giao lá trà mới thả người. Cho nên cổ kêu tôi tới bàn với cậu. Trở về nói với Đại Bạch trưởng quỹ, tôi không cần tiền chuộc nữa. Thật không? Ngoài ra nhờ Thập Bát Tẩu chuyển lời cho bàn Lão Hải, tôi và Hồng Kiều sắp thành thân rồi. Mời ổng tới uống rượu hỉ. Cái gì? Thành thân? Đúng. Đã chọn ngày rồi, là 3 ngày sau. Đến lúc đó nếu Thập Bát Tẩu nể mặt, cũng mời tới uống một ly. Nhiễm trại chủ, Hồng Kiều là con gái thuần khiết, cậu không thể ép cổ thành thân được. Tôi không hề ép. Trái lại, chính cổ muốn lấy tôi. Cái gì? Tôi không tin. Hồng Kiều đâu? Cổ đâu? Đưa Thập Bát Tẩu đi gặp cô Hồng Kiều. Tư Nguyệt, tôi về rồi. Sa Hổ, phu nhân, Sa Hổ, sao rồi? Họ góp tiền đủ chưa? Không có. Đều là gà sắt, không nhổ được lông. Vậy phải làm sao? Cũng may ông chủ Trần Trượng Nghĩa, ổng đồng ý ra tiền nhập lá trà. Thật không? A Tâm, ân đức to lớn của cha cậu, đợi sau khi cứu Hồng Kiều ra, tôi chắc chắn sẽ báo đáp. Chú Bàn, xin đừng nói vậy. Giúp người khác là việc nên làm. Cha anh không nên đối xử với cô Thu Vân như vậy. Cha tôi đã làm gì chị Thu Vân? Ổng đề nghị người góp vốn bãi chức đại trưởng quỹ của cô Thu Vân. Sao lại như vậy? Bây giờ ai là đại trưởng quỹ? Dư Tuấn Vinh. Anh tôi. Tư Nguyệt, không phải tôi nói anh cô không thể làm đại trưởng quỹ, nhưng làm vậy thật sự không công bằng với cô Thu Vân. Trần tiên sinh có phải đã hiểu lầm Thu Vân rồi không? Nhưng chuyện lá trà bị tráo đổi không phải lỗi của cô Thu Vân. Tại sao họ lại đổ trách nhiệm này lên người cổ? Không phải là chuyện lá trà. Phu nhân, vậy là chuyện gì? Thập Bát Tẩu,
Sao chị tới đây? Ngồi đi. Hồng Kiều, cô nói thật cho tôi biết, có phải Nhiễm Phúc Đoàn ép cô lấy cậu ta không? Không, tôi tự nguyện. Đừng khờ như vậy. Sao cô lại lấy cậu ta? Có gì không được? Ảnh không xấu, lại có tình nghĩa với tôi. Dù cậu ta có tình nghĩa, nhưng là thổ phỉ bị quan binh truy nã. Cô lấy cậu ta cả đời không được yên ổn đâu. Loại người như chúng tôi, số phận là vậy. Tôi chấp nhận. Nhưng cô có nghĩ tới cha cô không? Cô lấy thổ phỉ, ổng phải làm sao? Ổng chỉ có mình cô là con. Thập Bát Tẩu, làm phiền chị về nói với cha tôi, xem như chưa từng sinh ra đứa con gái này. Tôi có lỗi với cha. Cha hãy quên tôi đi. Dễ quên vậy sao? Hồng Kiều, từ nhỏ cô không có mẹ. Cha cô đã chăm sóc cô từng ly từng tí, nuôi cô lớn như vậy. Nói quên là dễ quên lắm sao? Cô suy nghĩ kỹ đi. Bây giờ tôi đã hiểu, Nhiễm Phúc Đoàn cướp hàng của chúng tôi, thật ra là vì cậu ta muốn giữ cô ở lại. Không, tự tôi muốn ở lại. Anh ta thả tôi đi, tôi không đi. Cô khờ quá, tại sao lại không đi? Trở về có ý nghĩa gì? Hồng Kiều, đừng bướng bỉnh nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng gom đủ tiền, mau chóng chuộc cô về. Không cần đâu. Tôi lấy Nhiễm Phúc Đoàn, ảnh không cần tiền chuộc. Cô bị gì vậy? Sao cô có thể tự bán mình vì 2.000 đồng đại dương chứ? Thập Bát Tẩu, chị đừng khuyên tôi nữa. Tiền chuộc không phải là con số nhỏ. Dù mọi người gom góp đủ cho cha tôi, tôi cũng không muốn nợ người khác. Chị đi đi. Cũng đừng để cha tôi uống rượu gì hết. Cha không chịu nổi đâu. Chị Thu Dân khi nào mới về? Yên tâm đi. Ông chủ Trần viết một lá thư cho Ni Mạch Thổ Ti. Bây giờ tôi đi lấy thư, sau đó đi Thảo Nguyên Khoa La đón cô Thu Dân về. Nè, đi đường cẩn thận đó. Tư Nguyệt, cô bắt đầu quan tâm tôi rồi. Ai lo cho anh? Tôi sợ anh chậm trễ đón chị Thu Dân về. Tôi đi nha. Em gái, em gái, có gặp Hồng Kiều không? Em gái, nói gì đi, có gặp Hồng Kiều không? Sư phụ, chẳng lẽ sư muội xảy ra chuyện sao? Em gái, em gái, mở cửa, tôi là Lão Hải. Em gái, mở cửa ra đi. Em gái, em làm sao vậy? Em gái, có phải là Hồng Kiều? Hồng Kiều muốn lấy Nhiễm Phúc Đoàn. Cái gì? Con bé này, tại sao lại không nghe lời chứ? Đại ca, Dương Thiên Khanh nói gì? Miệng chó không mọc được ngà voi. Anh ta đang hối tiền lô lá trà đó. Hỏi khi nào chuyển cho anh ta. Chúng ta không lấy được thì lấy gì chuyển cho anh ta? Anh ta không lo nhiều như vậy. Theo tôi thấy, chúng ta đừng lo gì hết. Trên đời làm gì có chuyện vô lý vậy?
Bỏ đi. Đừng so đo với loại người này. Tôi sắp có hỷ sự, không muốn vì chuyện tiền bạc là mình không vui. Cậu nói phòng sổ sách viết tấm ngân phiếu đi. Khốn kiếp, còn cướp hơn cả mình nữa. Đại ca, cha của cô Hồng Kiều đã tới. Ở đâu? Trước cửa trại, dẫn theo đệ tử, nói tới đón cô Hồng Kiều. Làm sao đây? Còn phải hỏi sao? Mau đuổi ổng đi. Đại ca sắp thành thân với cô Hồng Kiều rồi. Ổng đón cô Hồng Kiều đi thì đại ca thành thân với ai đây? Đi nhanh lên. Không được. Nói gì ổng cũng là cha vợ. Bình Tam, đưa họ đi gặp cô Hồng Kiều. Dạ. Đại ca, anh cũng thiệt tình. Lỡ cha cổ đưa cổ đi thì phải làm sao? Để cổ đi. Lão Ngũ, cậu chuẩn bị một bàn tiệc. Tôi phải tiếp đãi cha vợ của tôi. Đại ca, bàn tiệc bỏ qua một bên đi. Lỡ cổ đi thiệt thì anh em chúng ta đã uổng công rồi. Cũng phải làm. Đây là phép lịch sự. Cô Hồng Kiều, cha cô tới rồi. Tại sao họ lại đọc kinh? Ôn dịch ngày càng hoành hành. Hôm qua có người lại bị đưa đi thiêu nữa. Nên Thổ Tỳ lão gia mời Lạc Ma trong miếu tới niệm kinh cầu phúc. Cuối cùng đã bị bệnh gì? Không biết. Người bị bệnh đều chướng bụng, miệng lở loét. Sau đó thì chết. Người già nói do không có lá trà. Thổ Tỳ lão gia ở đâu? Ở phòng nghị sự. Đưa tôi đi gặp ổng. Cha, Bảo Bảo, cô Hồng Kiều, mọi người tự nhiên. Đại ca đặc biệt chuẩn bị một bàn tiệc, lát nữa tôi đến gọi mọi người. Cha, hai người tới làm gì? Sư muội, anh và sư phụ đã bàn bạc rồi, đón em về. Anh ở lại. Em không đi. Hồng Kiều, con muốn lấy tên thổ phỉ đó thật sao? Cha, nếu hôm nay cha tới khuyên con đi thì cha đừng nói gì hết. Con đã quyết định rồi. Sao con lại hành hạ bản thân mình như vậy? Con chấp nhận. Sư muội, sao em lại như vậy chứ? Em có biết từ khi em bị bắt tới đây, sư phụ về đi. Bảo Bảo, đừng nói gì hết. Cha, cứ xem như chưa từng có đứa con gái này. Hai người đi đi. Bang Hồng Kiều, em quá đáng lắm. Em biết anh có tình cảm với em không? Anh luôn làm theo em, chiều em, đội em lên đầu. Em
em không thích anh. Cũng thôi đi. Nhưng từ khi tên họ Dư tới, suốt ngày tâm trạng em ở đâu đâu. Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần, hai người không cùng đường. Nhưng mà em không nghe. Bây giờ người ta đi tìm người khác, em không chịu nổi. Em hành hạ bản thân mình như vậy. Em có biết mình làm như vậy đối với cha em, còn có anh, sẽ ra sao không? Em biết. Nghe anh khuyên đi, đừng chà đạp bản thân. Anh đi nói với Nhiễm Phúc Đoàn, nếu hắn không tha cho em, anh sẽ liều với hắn. Không, Bảo Bảo. Phim được dịch Thuyết Trễ Minh rồi. Tiếng tại phim TV. Mọi việc trễ rồi. Nếu trước đây anh giống như hôm nay, mạnh mẽ như vậy, sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ai biểu anh cứ thương em, chiều em, chiều em tới hư luôn. Bảo Bảo, em nhận tấm lòng này chỉ trách chúng ta không có duyên phận. Hồng Kiều có lỗi với anh. Sư muội, em đối xử với chúng tôi như vậy sao? Bình Tam, có. Đưa cha tôi và ảnh ra khỏi sơn trại. Nhưng thức ăn đã xong rồi, ăn uống gì nữa? Cha tôi không muốn mất mặt. Đưa họ đi. Không, tôi không đi. Tôi không đi đâu hết. Bảo Bảo, chúng ta đi. Người ta không còn xem ta là cha, cũng không xem con là sư huynh. Đã đuổi chúng ta đi rồi, còn ở lì làm gì?